Ở tuần trước, với thử thách mang tên bài hát đầu tiên, 6 thí sinh cùng với đội trưởng của mình đã có những phần trình làng ấn tượng trước 3 vị giám khảo. Và diễn viên Tùng Minh thuộc đội của đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân là người đã giành được 2 điểm 10 tuyệt đối đến từ 2 vị giám khảo khách mời. Và ở tuần này, 6 thí sinh còn lại cũng sẽ bắt đầu thử thách đầu tiên của chương trình. Đội trưởng Bùi Lan Hương sẽ xuất hiện bên siêu mẫu Hoàng Thùy và doanh nhân Minh Beta. Diễn viên Long Chun và diễn viên Lợi Trần là 2 thí sinh sẽ góp mặt ở tập này cùng đội trưởng Giang Hồng Ngọc. 2 cái tên còn lại của đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân và DJ Trang Moon cùng diễn viên Quỳnh Lý. Mỗi thí sinh đều mang đến một mảng màu âm nhạc riêng biệt và điều này hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều hấp dẫn phía trước. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng gặp gỡ MC Trần Anh Huy. Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6, cuộc chiến Thanh Âm. Thưa quý vị, Trời Sinh Một Cặp do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 21h15 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3. Và ở tuần trước chúng ta đã được chứng kiến 6 màn trình diễn của 6 thí sinh cùng với đội trưởng của mình trong vòng thi bài hát đầu tiên. Và 6 thí sinh còn lại ngày hôm nay họ sẽ thể hiện bản thân mình như thế nào khi lần đầu tiên được song ca cùng với đội trưởng của mình. Hãy cùng chờ đợi xem nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại 3 vị giám khảo đã đồng hành cùng với chúng ta trong tập trước. Đầu tiên, xin giới thiệu giám khảo cố định kiêm giáo đạo nhạc nhạc sĩ Huy Tuấn. Giám khảo khách mời ca sĩ Dương Hoàng Yến. Giám khảo khách mời ca sĩ Quốc Thiên. Xin chào nhạc sĩ Huy Tuấn. Ở tập trước khi chứng kiến 6 thí sinh cùng với đội trưởng của mình thể hiện giọng hát cũng như là phần trình diễn thì không biết là anh có nhận xét gì về 6 thí sinh ở tập trước không ạ? 6 thí sinh tập trước thì có những bạn khởi đầu khá là thành công, cũng có những bạn cũng gặp những cái khó khăn bước đầu, nhưng mà đây là một cái chương trình của chúng ta đi hết vòng này qua vòng khác, thành ra là vai trò của đội trưởng rất là quan trọng. Thì tôi hy vọng là với 6 thí sinh tiếp theo đây thì họ thể hiện được cái khả năng ca hát của họ cũng như là cái sự hài hòa của họ với đội trưởng. Và cái quan trọng nhất là đội trưởng cũng phải gọi là thể hiện được ngay cái vai trò của mình, với cái sự ảnh hưởng của mình cũng như là cái sự tinh tường của mình khi lựa chọn những cái tác phẩm dành cho các cái thí sinh của mình trong đội. Vâng ạ. Cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Quốc Thiên. Anh đang chờ đợi điều gì ở những thí sinh tiếp theo chuẩn bị bước ra sân khấu cùng với đội trưởng? 6 thí sinh tuần trước thì Thiên thấy họ đã có những cái gọi là những nhân tố sáng lạn rồi đó, rất là đáng để mong chờ trong chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa này. Ở tuần trước thì Thiên cảm giác rằng là các bạn đang ở trong cái quá trình roda kiểu làm nóng máy á, từ đội trưởng cho đến thí sinh luôn. Nên vì vậy Thiên mong là cái đêm nay sẽ bùng nổ hơn đêm trước rất nhiều lần nữa, để khán giả có sự kiểu so sánh, chúng ta có sự kiểu cao trào hơn trong cái chương trình này, chứ không thể cứ êm ái như thế được. Thiên mong đây đêm nay là một cái đêm ấn tượng và thật là hấp dẫn. Nói một tí về đêm trước đi. Ấn tượng nhất về thí sinh nào khi mà Quốc Thiên theo dõi 6 thí sinh đó? Thiên thì Thiên thích cái sự vui vẻ, thân thiện thì là Thiên chọn Ngọc Hoa. Còn để mà chọn mà nhân tố mà có tiềm năng để đạt ngôi vị cao nhất, Thiên nghĩ đến 2, đó là Hải Đăng Du và Tùng Minh. Đó, yeah. Ca sĩ Dương Hoàng Yến, khi mà chứng kiến phần thể hiện của 6 thí sinh trong tập vừa rồi thì bạn đánh giá như thế nào về dàn thí sinh năm nay của Trời Sinh Một Cặp? Với 6 màu sắc khác nhau, và Yến thấy là cũng sẽ còn rất là nhiều thứ để mình phải chờ đó, mình phải xem ở những cái vòng sau các bạn sẽ thể hiện như thế nào, và đường dài mới biết ngựa hay. Thế nên là Yến vẫn sẽ chờ để được đón xem những tập tiếp theo của chương trình, và Yến ngay bây giờ Yến đang muốn tiếp tục được thưởng thức 6 phần trình diễn còn lại để xem là năm nay sẽ có nhiều đối thủ nặng ký nào đây. Chắc chắn rồi, bởi vì chúng tôi còn 6 thí sinh nữa, không biết màu sắc của họ như thế nào và họ sẽ mang bất ngờ gì đến cho chúng ta, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vâng, và hy vọng là đêm nay sẽ không làm cho các vị giám khảo của chúng ta thất vọng. 6 thí sinh còn lại cũng như là đội trưởng của mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bước ra sân khấu này, gửi đến tất cả mọi người những tiết mục thật là hoành tráng, thật là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đêm thi ngày hôm nay với vòng thi bài hát đầu tiên. Với tính cách độc lập và mạnh mẽ, siêu mẫu Á hậu Hoàng Thùy đã dám thử thách mình trong một lĩnh vực hoàn toàn mới khi đến với Trời Sinh Một Cặp. Về với đội trưởng mang màu sắc âm nhạc cũng đặc biệt không kém. Vậy mà cặp đôi Hoàng Thùy Bùi Lan Hương lại quyết định chọn một ca khúc ballad mang phong cách hoàn toàn khác biệt với cả hai. Phần trình diễn đầu tiên của cặp đôi sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Khi cơn mơ bỗng tan nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Ngày hôm nay thì hai cô gái phải nói là Như Huy giới thiệu tài sắc vẹn toàn đúng không ạ? Rất xinh đẹp. Xin chúc mừng cho Hoàng Thùy và Bùi Lan Hương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay bây giờ Huy muốn biết cảm xúc của Hoàng Thùy khi mà đứng trên sân khấu cùng với đội trưởng của mình. Hiện tại thì cảm xúc Hoàng Thùy rất là hạnh phúc, bởi vì thực sự là đây là lần đầu tiên chính thức được hát cùng với một ca sĩ chuyên nghiệp. Và đặc biệt là chị Hương thì rất là tận tình và rất là nhiệt tình trong cái việc mà hướng dẫn cho Thùy cũng như là tập luyện những cái bài hát. Và Thùy cảm thấy rất là vui khi mà hôm nay hai chị em đều tông xẹt tông và tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. bởi vì là Thùy là một người vô cùng nghiêm túc với tất cả mọi thứ trong cái cuộc thi này. Và Thùy chuẩn bị cho Hương cái outfit này. Rồi Thùy bảo là chị ơi chị đeo bộ móng này. Rồi là phải đeo cái khuyên tay này. Tức là về mặt thời trang là khi mà Hương làm việc với Thùy thì Hương không phải lo lắng một cái gì nữa về mặt visual trên sân khấu. Sung sướng ấy. Rất là sướng luôn hả? Vừa sướng vừa nhàn. Thực ra là cái ngành nghề của mình là người mẫu nên là khi hát nó rất là khác, cực kỳ khác luôn. Về kiểm soát giọng hát này, xong rồi nhớ lời, rồi phải tương tác với khán giả, xong rồi phải nhớ cái nốt cao. Rất là nhiều thứ. Nhưng mà lần này là Thùy đã đỡ run hơn rất là nhiều so với lần đầu tiên rồi. Nên là cảm thấy là rất là yên tâm. Nếu mà sau này mình có cơ hội được vào vòng tiếp theo thì mình sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận xét đến từ phía các vị giám khảo đang ngồi bên dưới. Ở đây chúng ta có một bài hát rất là xinh đẹp. Một bài hát rất là xinh đẹp nhá. Mọi người thấy rằng là Hoàng Thùy này có cái nội lực rất là mạnh lên mấy cái nốt cao á. Không cần dùng sức nhiều mà vẫn kiểu vẫn tống rất là nhiều cái lực hát ra ngoài. Được cái lợi thế là cái giọng khỏe và sáng. Nhưng cái khó là em phải kiểm soát được nó. Tại vì khi mà ngân dài là em sẽ bị trông chênh. Nó cũng là một cái kinh nghiệm mà em sẽ cần phải khắc phục trong cuộc thi này. Tại vì đối với một người đẹp hát không dễ dàng gì. Làm sao để cuốn được người nghe hơn nữa. Giờ anh đã thấy bất ngờ với giọng hát của em đã tiến bộ rồi. Và nhờ Hương sẽ giúp em có thêm được nhiều khán giả hơn nữa. Nếu em muốn là hát là một cái gì đó quan trọng với em. Chúc mừng em với một bài hát dạ, anh rất là thích. Dạ. Và xin cảm ơn giám khảo Quốc Thiên. Chắc chắn rồi, khi mà đến với Trời Sinh Một Cặp thì đội trưởng Bùi Lan Hương sẽ hỗ trợ và giúp cho Hoàng Thùy hoàn thiện nhiều hơn. Bây giờ thấy là toàn về giọng hát lên vai Hương không là cái gì cũng nhờ Hương. Đấy. Em nghĩ là khi mà mình thay đổi được một chiến binh của mình ngày càng tốt hơn thì có lẽ là không có gì tuyệt vời hơn nữa. Bằng hết sức cái khả năng của mình. Và trong cái khả năng của chiến binh của mình có cái lúc đó ấy, khi mà làm được rồi ấy, thì mới cảm thấy sung sướng, đúng không chị Lan Hương? Khi mà mình thấy mình truyền đạt những cái gì cho học sinh của mình, nhưng mà khi học sinh của mình lĩnh hội và tiếp thu được thì mình cảm thấy rất là sướng. Và nhất là khi mà lên sân khấu mà làm được cái điều đấy nữa. Bởi vì khi luyện tập lên sân khấu là khác nhau. Có thể lúc tập mình được 7-8 điểm nhưng mà ra sân khấu là sẽ bị hụt đi. Thế thì theo cái ý của Yến ấy, thì Hương phải chia sẻ một cái là thực sự là rất là may mắn. Bởi vì trong những cái thí sinh của mình ấy thì Thùy là người mà tập như thế nào thì ra sân khấu như thế. Thế nên là đặc biệt luôn á. Tập như thế nào ra sân khấu như thế. Thế thì rất tuyệt vời ạ. Hoàng Thùy cứ giữ cái phong độ như này và cố gắng mà vòng sau còn hơn như thế này nữa thì chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời hơn. Và với cái giọng hát của Hoàng Thùy thì đây là lần đầu tiên mà Yến được nghe bạn hát. Và Yến thấy là đây một cũng giọng hát có thể cải thiện được rất nhiều và cũng có khả năng phát triển đó. Mỗi ngày thì bạn ý hát tinh tế hơn xíu. Tại vì là những cái xử lý bình thường nếu mà mọi người nghe từ đầu ấy sẽ thấy là bạn ấy hát, nghe phát là biết là bạn không học, là bạn ngô nghê. Nhưng mà bạn hát nhiều xong bỗng dưng bạn có những cái giống như là nhận ra là mình nên này nên thế kia thế đó. Nhưng mà không dừng lại ở sự xinh đẹp này nhá. Phải là sự sáng tạo hơn nữa trong cái việc biểu diễn và sân khấu hơn. Cái đấy nghĩ cần, là trong cái tố chất của Thùy có điều đấy. Cái đấy anh nghĩ là cần một cái hành trình. Cần một hành trình dài hơn thì là qua mỗi vòng thi thì bạn sẽ rút được cái kinh nghiệm cho mình. Rồi, xin chúc mừng hai cô trò. Vâng ạ, xin cảm ơn các vị giám khảo. Nếu như đúng như những lời mà đội trưởng Bùi Lan Hương chia sẻ thì Hoàng Thùy thì tiếp thu rất là tốt. Thì hy vọng là chúng ta có cơ hội đi sâu hơn nữa để mỗi ngày chúng ta trau dồi một tí kiến thức để chúng ta có thể bùng nổ sau mỗi lần mà chúng ta trình diễn cũng như là nhận những lời đóng góp đến từ các vị giám khảo, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà họ dành cho tiết mục Cả Một Trời Thương Nhớ của Hoàng Thùy và đội trưởng Bùi Lan Hương. 9,75. 9,75 rồi, còn anh Quốc Thiên như thế nào ạ? 9,75. 9,75. Chuyến sâu như bồn. 9,75, hai con số khá cao. Xin chúc mừng cho đội trưởng Bùi Lan Hương và em cảm ơn anh chị. Á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Kính thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp ngay bây giờ là diễn viên Lợi Trần và đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Họ sẽ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, ca khúc mang tên Con Đường Màu Xanh. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sở hữu giọng hát trầm ấm và ngọt ngào, Lợi Trần là thí sinh khiến hai vị đội trưởng nữ của chương trình phải tranh giành quyết liệt tại vòng chào sân. Và với việc lựa chọn về đội của đội trưởng Giang Hồng Ngọc, cặp đôi này sẽ gửi đến khán giả bài hát đầu tiên thế nào? Hãy cùng theo dõi nha! đời người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu anh đi về đi, nhưng xin anh đừng hờn trách tôi, vì giờ đây trái tim đã xa lại. Từng giọt mưa với trông chờ mong, hương gió môi son phai nhạt. Từng giọt mưa bơi trong chiều thu, cho anh lòng gan nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hãy với tôi biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hãy với tôi biệt ly, em thành thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu anh đi về đi, nhưng xin anh đừng hờn trách tôi, vì giờ đây trái tim đã ra lại. Từng giọt mưa bay trong chiều mù, khẽ gió môi son phai nhạt. Từng giọt mưa bay trong chiều thu, cho anh lòng gan nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hãy với tôi biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hãy với tôi biệt ly, em thành thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hãy với tôi biệt ly, em thành thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Để màu xanh diễn viên múa Thanh Huy và diễn viên múa Kim Anh đã hỗ trợ cho tiết mục của đội trưởng Giang Hồng Ngọc và diễn viên Lợi Trần. Và khi mà nghe ca khúc này tôi thấy quen quen, hình như là tiếp nối đâu đó ở cái vòng chào sân lần trước. Cho anh lòng càng nát tan, vì giờ đây tôi và anh chia tay. Hình như là mình chọn cái ca khúc này để mình thể hiện là mình về đúng đội, có đúng không ạ? Lợi và Ngọc đang chọn bài thì có nhắc tới cái chuyện là cái duyên của chúng ta về cái bài Con đường màu xanh ở trên sân khấu của vòng 1, vòng chào sân. Thì có lẽ là mình sẽ tiếp nối cái kịch bản đó, mình sẽ hát cái bài Con đường màu xanh để phục vụ ban giám khảo cũng giống như là quý vị khán giả ạ. Và tôi thấy là hai diễn viên múa khi mà hỗ trợ cho ca khúc này ở trên sân khấu thì cái ý tưởng là dàn dựng là đến từ đâu? Thực sự nói về bài Con Đường Màu Xanh thì là một bài hát quá nổi tiếng với tất cả mọi người rồi, cho nên là Ngọc với Lợi cũng muốn sự đơn giản, kèm vào đó là một câu chuyện rất là tích cực, chỉ mong người đó được hạnh phúc. Giống như hồi nãy mọi người có xem cái hoàn cảnh là cô gái mù, rồi anh đó đã cũng có mắc bệnh trong người, nhưng vì rất yêu cô gái ấy thì anh ấy sẽ trao cái con mắt của mình lại cho cô gái ấy, để giống như là tặng một cái cuộc sống, một cái hạnh phúc của anh ấy đến cho cô ấy, miễn cô ấy hạnh phúc là anh ấy được vui. Đó là một câu chuyện hết sức cảm động và thông qua một ca khúc thể hiện rất là tuyệt vời của cặp đôi Lợi Trần và đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Nhạc sĩ Huy Tuấn, em muốn mời anh có lời nhận xét trước, bởi vì anh đã chứng kiến cái màn song ca nháp lần trước ở vòng chào sân, và ngày hôm nay khi mà chứng kiến một cái bản hoàn chỉnh của Con Đường Màu Xanh thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Nó hoàn chỉnh hơn rất là nhiều. Cái mà tôi thích nhất là các bạn lựa chọn cái gọi là rock ballad cho cái version của mình. Hai cái giọng của hai bạn nó quyện vào nhau, nhưng mà cái bản phối rock ballad này rất là phù hợp. Thành ra là nó nâng cái hiệu quả của cái phần trình diễn. Giang Hồng Ngọc chuyên trị rock ballad mà. Ngọc hả? Ngọc rất là hay hát rock ballad. Ok. Quan trọng nhất là phải gặp được một thí sinh như Lợi đây nữa. Lợi Trần có một cái giọng hát rất là trầm ấm. Một sự lựa chọn đúng đắn khi mà đặt Lợi Trần vào trong cái đội của Giang Hồng Ngọc. Cảm ơn anh. Vâng ạ. Thì khi mà chứng kiến màn trình diễn vừa rồi thì ca sĩ Dương Hoàng Yến, chị cảm thấy thế nào? Yến rất là thích phần trình diễn này của đội trưởng Giang Hồng Ngọc và diễn viên Lợi Trần. Và phải nói là hai bạn đã rất hòa quyện. Và cái điều quan trọng mà Yến thấy ở trong này đó chính là sự ăn ý của cả đội trưởng lẫn thí sinh. Thế nên là cái điều này là điều quan trọng nhất trong một tiết mục song ca, bởi vì là cả hai người đều phải nâng nhau lên chứ không được ai lấn át ai cả, vì nếu như thế đúng rồi, như thế mới gọi là trời sinh một cặp. Và hôm nay xin chúc mừng bạn đã là một trời sinh một cặp. Cảm ơn chị Yến ạ. Cảm ơn Yến. Ta phải nói rất là cảm ơn hai dancer đã thể hiện được câu chuyện rất là rõ và một câu chuyện rất là cảm động. Vâng ạ. Còn ca sĩ Quốc Thiên thì anh cảm thấy như thế nào với tiết mục của Lợi Trần cũng như là đội trưởng Giang Hồng Ngọc? Rất đáng khen cho Ngọc với lại Lợi Trần khi mà chọn bản rock ballad này để thể hiện được sân khấu, và nó thể hiện được cái tính chân cấu luôn. Nó cuốn hút người nghe. Cái mà Thiên tiếc rằng là dĩ nhiên Lợi không phải là một cái người chuyên về hát, nên là trong lúc hát có trông chênh rất nhiều. Thế là Lợi để ý để không mất điểm vì những cái đó. Cái kiểm soát tai nghe, kiểm soát cả cái tinh thần của mình luôn, để mình không bị bốc quá. Nên là dành thời gian nhiều hơn để tập luyện, kiểm soát và tập luyện trước gương nhiều hơn. Cảm ơn Thiên ạ. Ngày hôm nay thì những lời nhận xét đến từ các vị giám khảo cũng khá là tích cực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hai vị giám khảo khách mời để xem là tích cực đến đâu nhá. Xin mời số điểm đến từ giám khảo khách mời ca sĩ Dương Hoàng Yến ạ. Số điểm mà Yến dành cho tiết mục cảm xúc trọn vẹn 9,75 ạ. 9,75. Vâng, một số điểm cảm ơn chị Yến ạ. Điểm này là cho điểm bài phối thông minh và cái hai giọng hát hòa quyện nha. 9,75. 9,75. Wow. Cảm ơn Thiên rất là nhiều ạ. Hai số điểm cũng khá cao đây ạ. Và còn một số điểm nữa chúng tôi xin phép được giữ bí mật đến cuối vòng thi ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố nha. Và một lần nữa xin chúc mừng cho Lợi Trần cũng như là đội trưởng Giang Hồng Ngọc đã hoàn thành xong phần thi của mình. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp ngay bây giờ là cô nàng DJ xinh đẹp Trang Moon cùng với đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân. Và họ sẽ mang đến đây một ca khúc rất dễ thương, Tình Yêu Lạ Kỳ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trang Moon đang là một thí sinh vô cùng thú vị trong chương trình Trời Sinh Một Cặp, vì cô gái này còn rất nhiều tài năng tiềm ẩn để đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân khai thác. Sân khấu đầu tiên của cặp đôi này sẽ thể hiện được như thế nào? Lợi thế của DJ Trang Moon có được đội trưởng của mình khai thác triệt để trong chương trình ngày hôm nay hay không? Hãy cùng theo dõi nha! Trong hạnh phúc đám trai, một thời ngàn ngơ chạy theo ký ức xưa ngô nghê. Thời gian trôi mau, anh dần quen với tiếng em vui đùa, không thấy một ngày bỗng nhớ nhiều. Nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ đôi môi nồng nàn, người sao bỏ em một mình nơi đây ngóng chờ. Vì anh chót lựng lời làm cho trái tim em rối bời. Không chi xa chi người ơi, em biết em sai rồi. Tìm chi niềm hạnh phúc ở chốn mơ hồ xa xôi. Lãng quên những điều bình thường ngay trong mắt thôi. Một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em rạng ngời. Không chi xa chi người ơi, hãy cứ tha lỗi lầm. Về đây anh xin hứa yêu chỉ một mình anh thôi. Về đây cùng em nguyện thề hạnh phúc có đôi trong đời. Thời gian trôi mau, anh dần quen với tiếng em vui đùa. Không thấy một ngày bỗng nhớ nhiều, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ đôi môi nồng nàn, người sao bỏ em một mình nơi đây ngóng chờ. Vì em chót lựng lời làm cho trái tim em rối bời. Hằng chi xa chi người ơi, ơi tất em sai rồi. Tìm chi niềm hạnh phúc ở trên bờ hồ xa xôi, lãng quên những điều bình thường nghĩ thương mắt. Một cuộc sống tuyệt vời là khi thấy em rạng ngời. Hơn chi xa chi người ơi, hãy thứ tha lỗi lầm. Về đây em xin hứa yêu chỉ một mình anh thôi. Về đây cùng em nguyện thề hạnh phúc có đôi trong đời. Dành chi người ơi, hãy thứ tha lỗi lầm. Về đây em xin hứa yêu chỉ một mình anh thôi. Về đây cùng em nguyện thề hạnh phúc có đôi trong đời. Về đây cùng anh nguyện thề hạnh phúc có đôi trong đời. Xin cảm ơn Vũ Đồng Diplo đã hỗ trợ cho tiết mục của DJ Trang Moon và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân. Và ngày hôm nay thì một bài hát rất là dễ thương. Không biết là từ đâu mà mình có ý tưởng là lựa chọn ca khúc này cho phần song ca đầu tiên? Khi mà lựa chọn ca khúc này cho Trang Moon thì Quân muốn một cái hình ảnh trẻ trung, một hình ảnh rất là đáng yêu, dễ thương của Trang Moon. Bởi vì Trang quá ngầu ở trên sân khấu rồi. Các sân khấu lớn nhỏ Trang quá ngầu với một cái bàn DJ, rồi với một cái năng lượng rất là lớn rồi. Quân muốn kìm lại một chút và tập trung vào bè bối nhiều hơn. Đúng là khi mà đứng ở trên sân khấu này, chia sẻ với Huy và các anh chị ban giám khảo cũng như anh Huy Tuấn, là mới hiểu cảm giác của chị Dương Hoàng Yến và anh Quốc Thiên. Lúc nào mic cũng phải giữ ở đây để sợ rằng là coi như là thí sinh của mình có sai cái gì đấy là mình chê mà luôn, sai một tí là chê mà luôn. Thực sự là mình cảm thấy mình ôn hộp. Và nói chung là đây cũng là cảm xúc rất là khó tả, mà có lẽ là chỉ có Trời Sinh Một Cặp mới có thôi. Cảm ơn anh Huy Tuấn vì đã cho em được làm đội trưởng năm nay. Tức là DJ Trang Moon đó thì không có quá run sợ khi mà thể hiện ca khúc, chỉ có đội trưởng thôi. Đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân cảm thấy lo lắng cho thí sinh của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét đến từ các vị giám khảo, xem là sau khi xem xong phần trình diễn của mình họ sẽ đánh giá như thế nào nha. Xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Tôi đang có một cái câu hỏi rất lớn trong đầu về cái đội của anh Nguyễn Trần Trung Quân này. Không biết là đội của anh có vấn đề gì với cái cuộc sống hiện tại không? mà thấy tiết mục nào cũng hồi tin. Tiết mục trước với Mù Tạc cũng tin, tiết mục này Trang Moon cũng tin. Em luôn luôn mong muốn các cô gái trong đội em là sống như những đóa hoa đó anh. Và cho nên là em lúc nào họ vẫn muốn là những đóa hoa, được. Vâng, nhưng mà các em lại muốn là những nụ hoa. Em là bông hồng nhỏ ấy hả? Em là bông hồng nhỏ. Bản thân tôi cũng rất là thích cái phần trình diễn của Trang Moon. Đúng là bạn trẻ hơn rất là nhiều, và cái quan trọng là bài hát lựa chọn vừa vặn, và cái sự tự tin nó có thể hiện rõ rệt là khi bạn cùng với Nguyễn Trần Trung Quân cũng có phần dàn dựng bè, rồi là di chuyển sân khấu. Nó không còn một cái gì đó nó ngượng nghịu ở cái phần trình diễn đầu tiên mà bạn trình diễn một mình nữa. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn. Có thể thấy được hình ảnh của Trang Moon ở vòng thi này khác hẳn với hình ảnh của một mình Trang Moon khi đứng trên sân khấu. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm nhận của các giám khảo khách mời. Ca sĩ Quốc Thiên, anh cảm thấy như thế nào? Vẫn là một tiết mục dễ thương đến từ đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân. Thiên thì khi mà nghe Quân chia sẻ là Trang Moon vòng trước hát bài Son, múa quạt này kia, thì Thiên nghĩ là cô bé này có một cái giọng hát rất là hay, rất là chắc và khủng, đúng không? Thế thì vào cái hình tượng này có hơi lãng phí không? Em nghĩ là không lãng phí. Bởi vì với Trời Sinh Một Cặp thì em lại muốn một cái gì đấy vừa vặn với Trang, mà Trang lại vẫn dễ thương. Tính cách của Trang thực sự là rất đáng yêu như này luôn ạ. Nhí nhảnh các thứ như này, nó không phải là như ở trên sân khấu mà khi mà em cầm vào bàn DJ đâu. Làm chung cho nên là anh Quân anh cũng khá là hiểu về tính cách của em. Mà em nói thật sự là khi mà đứng trên sân khấu này á, khi em là chính em thì em cảm thấy tự tin hơn nhiều, là vì thế đấy ạ. Phần hát của hai người thì rất là hòa quyện rồi. Nhưng mà anh lại thấy từ cái sự lúng túng đến từ đội trưởng của em. Anh không biết là làm sao đấy tự nhiên Quân kiểu rất là rè và cứ kiểu lo lắng cái gì đấy mà cái mic thì không dám buông, cứ vậy này. Đấy thì anh lại thấy Trang rất là thoải mái. Nhưng mà đúng như anh nói ạ, thì em cũng muốn là nếu mà anh cảm thấy là em có thực lực thật thì em cũng mong là em sẽ có thể có cơ hội vào vòng sau để em có cơ hội thể hiện những cái mặt khác của mình, đúng không ạ? Đấy, đúng không quý vị ơi? Đúng là như vậy. Nhưng mà anh cũng phải nói rằng là Quân, em lên tính toán lại cái cách. Tại vì nếu mà hai cô gái trong một đội của em mà cứ dễ thương kiểu này, đụng màu nhá. Trụng màu và nhau, đúng còn chưa khai thác được hết cái mảng của Trang Moon, mà vòng này đôi khi là bị loại nữa. Em có thấy lãng phí, anh hỏi lãng phí là vì vậy đó. Nó bị an toàn đấy. Ví dụ như là trước cả anh Quốc Thiên lẫn Dương Hoàng Yến cũng đều có cái bài toán giống nhau là ngay từ vòng đầu đã phải tất cả những gì mà tốt nhất của thí sinh là sẽ đem ra luôn. Bởi vì là không biết là thí sinh của mình sẽ đi đến đâu. Và nếu mà không được thể hiện tiếp thì rất là đấy là điều tiếc nuối. Thế nên là Yến nghĩ là nếu được thì Quân có thể tính lại bài vở cho Trang Moon làm sao để có thể thể hiện được bạn ấy nhiều hơn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ. Nói chung là qua phần thi vừa rồi chúng ta cũng rút ra được một số kinh nghiệm từ hai vị đội trưởng, mà họ đã có một cái chiến lược ngay từ những vòng đầu tiên khi mà kết hợp với thí sinh của mình để làm sao có thể đưa thí sinh mình đến ngôi vị cao nhất. Và hy vọng là với những lời chia sẻ như vậy thì mình sẽ rút kinh nghiệm để có thể là ở những vòng sau, nếu như thí sinh của mình còn giữ vững đội hình để đi tiếp. Được một cái kinh nghiệm như vậy thì em hứa rằng là nếu có cơ hội thì vào vòng trong em sẽ đưa những gì tốt nhất của Trang Moon ra. Em cảm ơn anh chị. Còn cả chiến không này. Anh cái gì chưa? Nguyễn Trần Trung Quân chắc chắn vào vòng sau. Nguyễn Trần Trung Quân chắc chắn vào vòng sau. Cho nên là cứ yên tâm. Em cảm ơn anh. Thì mình sẽ cùng đến với số điểm của họ dành cho chúng ta. Xin mời số điểm đến từ phía giám khảo. Em nhìn anh Thiên em cười đi. Thiên tặng Trang Moon 9,5 điểm. Em cảm ơn anh. Ca sĩ Quốc Thiên 9,5 điểm. Đó cũng chính là điểm số của tôi dành cho Trang Moon, 9,5. Hai con số bằng nhau, 9,5 điểm và một con số bí mật đến từ nhạc sĩ Huy Tuấn. Chúng ta sẽ biết được sau khi kết thúc vòng thi ngày hôm nay. Và xin chúc mừng cho đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân cũng như là DJ Trang Moon đã hoàn thành xong phần thi của mình. Em cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người ạ. Mở màn vòng chào sân ấn tượng với ca khúc do chính mình sáng tác Việt Nam ơi, doanh nhân Minh Beta đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả và cả ba đội trưởng. Sau khi được giám đốc âm nhạc Huy Tuấn trao quyền lựa chọn, thí sinh này đã quyết định sẽ về với đội trưởng Bùi Lan Hương. Liệu đây có phải là sự lựa chọn sáng suốt sẽ giúp thí sinh Minh Beta phát huy hết khả năng của mình? Tất cả sẽ có được thể hiện trong sân khấu kết hợp lần đầu tiên này. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm ái. Một ngày mai chúng ta sẽ thời gian đã qua đi không thể trở lại, dòng sông đã trôi đi làm sao về chốn cũ. Nào nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm, áng mây trên đầu không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian khi hóa tan mặt trời, bình minh sẽ lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, vắng em trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương người nào có thể liếm ra. Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi gặp nhau xua tan mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày góc nhớ xua tan mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ là hai giọng ca vô cùng nội lực vừa thể hiện ca khúc Không Thể và Có Thể. Khởi thấy là trên sân khấu dàn dựng với một tiết mục như thế này thì không biết là ý tưởng từ đâu và vì sao chúng ta lại đưa cái cách dàn dựng này vào trong ca khúc Không Thể và Có Thể. Mỗi lần mà gặp một cái chuyện gì khó khăn hay là cảm thấy quá sức của mình thì mình lại nghĩ đến bài hát này. Tại vì lời của bài hát nó nhắc cho mình thấy là mọi thứ đều có thể thay đổi. Và không thể hay có thể nó cũng chỉ là những cái khái niệm mà chúng ta tự đặt ra cho mình thôi. Vậy thì khi mà chúng ta tin vào bản thân mình và tìm cách để vượt lên khỏi những gì chúng ta nghĩ là giới hạn của chúng ta thì chúng ta sẽ vượt qua được điều đó. Thì đấy là cái cách mà mình đã có một cái hình ảnh, một cái cặp táp đại diện cho công việc kinh doanh và một cái micro đại diện cho công việc làm nghệ thuật, hay là những cái màu trắng đen đối lập với nhau, nó có những cái mâu thuẫn và nó có những cái mặt khác nhau của một con người, hay là bản thân Minh với Hương ở đây cũng có rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay đứng trên sân khấu và cùng nhau biểu diễn một tác phẩm mà mình nghĩ là cả hai có những cái giây phút mình cùng nhau tận hưởng, thì đó là cái thông điệp của bài hát. Phải nói là ngày hôm nay khi mà ngồi ở bên dưới nghe giọng hát của Bùi Lan Hương, Huy muốn tan chảy. Cái cách hát thì rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái giọng hát thì vô cùng là nội lực. Thì không biết là cảm nhận của các vị giám khảo khi ngồi ở đây lắng nghe ca khúc này như thế nào? Cái đoạn đầu của bài hát này Thiên có rất là nhiều cảm xúc chỗ đó. Wow, đã quá. Vừa Hương bước ra một cái rất là thu hút, gọi là hai cái sắc thái đối lập lúc đó. Thiên cảm giác là rất là hay và Thiên rất là thích cái bản phối này. Bài hát này cũng hợp với anh Minh luôn. Thực ra anh Minh là một cái người có cái giọng và rất là mạnh, nên là mình kiểm soát cái hơi thở của mình một chút, tập trung vào thể hiện cái cảm xúc trong cái câu hát một chút, thì Thiên nghĩ là Hương sẽ làm được điều đấy cho anh Minh. Nhưng mà cũng phải mất thời gian đấy, bởi đây là một kỹ thuật khó trong thanh nhạc. Thế nên là thôi không, mình không cần nhỏ ý là em biết là anh Minh có thể làm được, anh rất là thông minh, tại vì anh làm rất là nhiều công việc ngoài đời, em biết là anh là một người thành công, nên là những cái đấy chỉ cần nói vài lần là anh sẽ làm được ngay. Em nghĩ là như thế, tại vì anh là một cái người có một cái giọng, em phải nói là giọng khủng trong cái lứa thí sinh năm nay á. Bài hát này thì quá hợp với anh rồi. Đèn mà tắt đi là em tưởng là đang vô trong một vở nhạc kịch rồi. Cô Hương cũng bước ra thành kiểu hoàng đẹp bước ra vậy đó. Nói chung là bài phối rất là hay, giọng hát cũng rất là hay. Nhưng em ước là nó uyển chuyển, nó mềm mại hơn, nó du dương như chính Bùi Lan Hương, nó sẽ quyện hơn một chút. Còn bổ sung ý kiến của anh Quốc Thiên thì em nghĩ là em muốn nhìn thấy hơn là cái sự là cái hơi thở của cả hai người hòa quyện vào nhau hơn, bằng cách là mình có thể nhìn nhau nhiều hơn, nhất là phần cao trào ấy. Em để ý lúc mà anh Minh tập trung hát quá, thế nên là lúc đầu anh biết là anh thể hiện cái biểu cảm của gương mặt của anh nó hơi quá, nó hơi over. Thế nên là còn bên cạnh chị Hương thì rất là uyển chuyển. Đấy, thì ra là em cũng muốn là anh, nếu mà chị Hương cũng uyển chuyển thì anh cũng cùng hòa quyện với chị Hương và ăn ý với chị ý, thì chắc chắn tiết mục này sẽ thể hoàn hảo. Vâng ạ, xin cảm ơn hai giám khảo khách mời và hy vọng là ở những tập sau, những tập tiếp theo chúng ta có cơ hội đi tiếp thì chúng ta sẽ có những cái màn kết nối nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là trời sinh một cặp mà, đúng không? Vâng, và bây giờ xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn, anh sẽ đưa ra những nhận xét về tiết mục vừa rồi. Vấn đề duy nhất của mình đấy là sự tiết chế, thành ra nó phải có cái sự xử lý lên xuống một chút. Mình có thể làm bằng cách là trong một bài hát thì không phải đoạn nào cũng dùng cái nội lực như vậy, thì sẽ bị từ đầu đến cuối bị căng. Đó là tiết chế đó. Đúng ạ, vâng, tiết chế, và chỉ cần một đoạn trong bài hát, đoạn cao trào hoặc là một đoạn đầu hoặc đoạn cuối thôi ạ. Đấy là như thế là đủ để mình có thể khoe giọng rồi, và có những đoạn còn lại là mình hát chơi với âm nhạc thôi, thì lúc đó là hoàn toàn không phải là phần thi nữa mà là phần trình diễn. Thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của các vị giám khảo ngay bây giờ. 9,75 ạ. 9,75 đến từ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Xin mời giám khảo Quốc Thiên. Khó quá. 9 điểm rưỡi. 9,5 điểm. Vâng ạ, xin cảm ơn hai giám khảo khách mời. Và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn chúng ta sẽ giữ bí mật đến cuối vòng thi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ công bố. Và xin chúc mừng cho đội trưởng Bùi Lan Hương cũng như là doanh nhân Minh Beta đã hoàn thành xong phần thi của mình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Bật mí quý vị khán giả, trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp sẽ mở ra một không gian đầy màu sắc của thủ đô Hà Nội qua phần thể hiện của diễn viên Long Chun và đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Luôn xuất hiện với một hình ảnh vui tươi và giàu năng lượng, Long Chun là thí sinh luôn mang đến nhiều sự tích cực. Và hôm nay, với lần đầu tiên đồng hành cùng đội trưởng Giang Hồng Ngọc trên sân khấu, chàng trai này sẽ thể hiện màu sắc như thế nào? Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay nha. Xuân khoe sắc hồng tươi, Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sữa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, nhưng góc phố còn đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phương đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoang sâu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tím biếc thành thảo, rực rỡ cuối đông cài vang về sau. Tôi yêu những sắc hoa. Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sữa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, nhưng góc phố còn đường quê. Mùa tháng năm cháy rực phương đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoang sâu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tím biếc thành thảo, rực rỡ cuối đông cài vang bên sông. Tôi yêu những sắc hoa. Mùa hoa tháng năm cháy rực phương đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập tràn lối đi hoa sâu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tím biếc thành thảo, rực rỡ cuối đông cài vang về sau. Tôi yêu những sắc hoa, là những sắc hoa ngát hương bốn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa, là những khát khao mong quay trở về, để ta thấy như đời con ngây thơ. Tôi yêu những sắc hoa. Xin cảm ơn hai bạn vũ công đã hỗ trợ cho tiết mục của đội trưởng Giang Hồng Ngọc và diễn viên Long Chun. Ngày hôm nay khi mà Long Chun thể hiện trên sân khấu của Trời Sinh Một Cặp thì Không biết là đội trưởng Giang Hồng Ngọc đã cảm thấy hài lòng chưa? Lúc đầu Ngọc cũng suy nghĩ dữ lắm, không biết là có nên tiếp tục cho bạn ấy làm những cái mà mọi người đã biết đến Long Chun chưa, hay là một ca khúc hoàn toàn mới, một phiên bản hoàn toàn mới. Nhưng mà rất may khi mà nói ra cái ý tưởng là thôi hay là em ấy hát về Hà Nội của em đi, thì bạn ấy có gợi ý em thích bài này lắm chị ạ. Thế là hai chị em cùng tập luyện cho ca khúc này. Ngọc phải công nhận là Long rất cố gắng trong cách hát, trong cách diễn và cái cách mà Long chủ động trong các ca khúc của mình á. Chị rất là yêu quý Long vì Long luôn cho mình cảm giác an toàn, không bao giờ mà lo sợ ở tiết mục Long nhiều. Cho nên ca khúc này đối với Ngọc là Ngọc cảm thấy rất là hài lòng về Long. Một hình ảnh nhìn thấy quen lắm mình Long ơi. Bởi vì là khi mà đến với chương trình thì mọi người biết đến em là một cái người rất là nhí nhố. Ngày hôm nay em muốn mình là một phiên bản khác, mang đến một cái hình ảnh của chính quê hương em đến với tất cả mọi người, để cho mọi người thấy là Hà Nội đẹp như thế nào. Mà hôm nay thì cũng rất là run bởi vì chị Dương Hoàng Yến hát bài này rất là hay. Cho nên là em không dám nhìn chị Yến trong cả lúc hát luôn. Thật sự thì như Long Chun đã có chia sẻ thì bài hát này ca sĩ Dương Hoàng Yến đã trình bày rất là nhiều lần và rất là thành công. Ca sĩ Dương Hoàng Yến sẽ nhận xét một tí về phần thể hiện của Long Chun cũng như là đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Ngay từ mở đầu bài, nhạc tiếng piano cất lên thì đúng là một cảm giác của em là em bắt đầu làm thấy sởn da gà. Bởi vì mỗi lần ca khúc Hà Nội 12 màu hoa em hát hay là em cũng nghe nhạc thôi là em có cảm giác một cái cảm rất là dạo dừng, một cảm giác như là mình rất là nhớ Hà Nội. Và em nghĩ là em đang có rất là nhiều cảm xúc ngay bây giờ. Và em thấy là phải nói cảm ơn Long Chun rất nhiều, đã đem những cái cảm xúc rất Hà Nội, một trái tim rất Hà Nội để đến với sân khấu của Trời Sinh Một Cặp trong ca khúc Hà Nội Mùa Hai Mùa Hoa này. Rất là cảm ơn em. Vì bản thân chị là một con Hà Nội và chị cảm thấy khi mỗi lần khi mà hát ca khúc này thì mình cảm giác là mình có thể khóc được luôn. Thấy Yến muốn khóc rồi này. Đúng rồi. Thế giờ em cảm giác người em rất là nóng. Và em như muốn là em muốn lên để cùng hát với cả huấn luyện viên Giang Hồng Ngọc cũng như là cả thí sinh Long Chun. Thôi bây giờ mình hòa giọng một tí được không? Mình hòa ba giọng lại với nhau, mà không xin một cặp nữa mà xin ba luôn được không ạ? Cũng được ạ. Được không ạ? Xin mời ca sĩ Dương Hồng Yến. Mình thử một đoạn thôi. Đấy, rất là nhiều cảm xúc bây giờ rồi. Tháng riêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phương đỏ, hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngập trở lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đen. Tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo, rực rỡ cuối đông cài vang ven sông. Tôi yêu những sắc hoa. Cảm ơn Long Chun. Phải nói tôi nổi da gà hết mọi người à. Cảm ơn em đã hát rất cảm xúc. Cảm ơn. Và cảm ơn ca sĩ Dương Hoàng Yến đã đóng góp một tiết mục nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là dễ thương, rất là nhiều cảm xúc. Và xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn, anh quay trở lại với hai giọng ca này thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng cái phần trình diễn vừa rồi có một chút đáng tiếc đối với tôi, bởi vì Long hôm nay phải gọi là Long Chun thì đúng hơn, nhưng là phải Long Chun. Bởi vì thì có nhiều đoạn anh nghĩ là Long nên mạnh dạn coi là song ca, hai giọng ca hòa cùng với nhau nó cũng rất là đẹp, giọng nam giọng nữ ấy. Nó còn thiếu một chút sự ăn ý khi mà mình gọi là nhả về những cái nốt quan trọng và nó không có nhạc ở trong đấy nữa. Nhưng mà đây là một cái bài hát không hề gọi là đơn giản để trình diễn. Thành ra là anh nghĩ là với những cái kinh nghiệm vừa rồi thì em có thể rút ra cho mình được một cái bài học để áp dụng vào những cái lần trình diễn tiếp theo. Cảm ơn anh Huy Tuấn ạ. Và đây có thể nói là một lời đóng góp từ nhạc sĩ Huy Tuấn rất là quý báu để chúng ta có thể có kinh nghiệm cho những vòng sau, đúng không ạ? Ca sĩ Quốc Thiên với ca khúc Vừa rồi thì anh cảm thấy như thế nào về phần song ca này? Cảm ơn Ngọc và Long đã đưa đến một cái bản phối rất là đẹp. Cái đàn dây cất lên làm Thiên cảm giác là Hà Nội đang hiện ra trước mặt mình. Mặc dù là không tự nhiên lắm, có nghĩa là Long chưa tự tin lắm, Long cứ nhìn qua nhìn lại, nhưng cái giọng thì rất là hay. Thiên biết là cái khó khăn của nam với nữ hát rất là khó để phân câu phân bè, nhưng mà Ngọc Thiên nghĩ là nên tiết chế lại, tại vì Ngọc hát quá hay. Đấy thì thôi, hai thầy trò ráng kết hợp lại với nhau một cách nó nhịp nhàng hơn nữa. Cảm ơn ạ, cảm ơn Quốc Thiên. Nói chung đó mình cứ rút kinh nghiệm thôi đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem số điểm của hai giám khảo khách mời. Và Huy xin phép được mời số điểm đến từ ca sĩ Dương Hoàng Yến ạ. Rõ ràng là giọng ông Trung cũng rất là tốt và bạn ấy cũng hát rất cảm xúc nữa. Và với cảm xúc Hà Nội này thì em cho 9,75 ạ. 9,75, wow. Và em mong muốn là với số điểm này, Long Chun hãy cố gắng ở vòng sau để bạn có thể thể hiện nhiều hơn nữa. Và tôi mong chờ điều đấy ở bạn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Bây giờ người cho điểm sau cũng lại phải suy nghĩ rất là nhiều. Không, Thiên đã nghĩ được cái số điểm trong đầu mình rồi. Thiên cho Long 9,5 điểm. 9,5 điểm. Cảm ơn hai vị giám khảo khách mời. Và số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn chúng ta sẽ biết được sau khi kết thúc vòng thi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn ba vị giám khảo. Và xin chúc mừng cho đội trưởng Giang Hồng Ngọc và diễn viên Long Chun đã hoàn thành xong phần thi của mình. Quỳnh Lý là thí sinh mà đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân vô cùng tâm đắc ngay khi nhìn thấy chàng trai này xuất hiện tại sân khấu. Và với lần đầu tiên cùng nhau song ca tại sân khấu của Trời Sinh Một Cặp, bộ đôi này sẽ tạo cho khán giả những bất ngờ gì đây? Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng theo dõi nha! Ôi Xuyên! Trời ơi! Sao lấy kêu Xuyên la gấp quá vậy? Xuyên phải bỏ học chạy ra đây luôn á. Bỏ học hả? Ừ. Rồi có bị cô báo bắt lại không? Không, sao mà bắt kịp. Ha, quên. Xuyên là vận động viên điền kinh của trường mà. Ủa, khi tôi ra đây có chuyện gì không? Có quà tặng Xuyên á. Tặng tôi hả? Nè. Trời ơi! Tặng Xuyên nè. Sao biết cái tặng me mà tặng vậy? Me ngọt nữa. Ngọt luôn hả? Đúng ý không? Đúng, để tôi thử nha. Chua hả? Chua hả? Ăn thử đi. Ngọt ghê ha. Cho xin lại đi, để về tôi nhào đường rồi tôi đem qua cho. Ồ, nhớ nhào đường nha, đừng có nhào bột ngọt á. Ừ, đi về thôi. Ồ, xe đâu? Xe... À, xe đạp á hả? Ồ. Quên, hôm nay á, ba Lý nói là ba Lý mượn chiếc xe đạp đó đi. Ba Lý đầu tư cái gì đó 4 giờ chiều mới có kết quả. Nếu mà trúng nha, là ba Lý đền cho 2 chiếc, Xuyên 1 chiếc, Lý 1 chiếc á. Trời ơi, ba Lý có đầu óc kinh doanh ghê ha. Dữ lắm á, Lý mười trang vậy á. Vậy hả? Vậy là Xuyên biết Xuyên chọn ai rồi. Chọn ai? Xuyên Quân đi. Ba Lý. Ê, Quân. Ê, Xuyên. Xuyên cho Lý nè. Kẹo á, cái này mới ngọt nha. Đây. Xuyên. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hoa vào cây vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thành thang. Quân ơi, tôi có chuyện muốn nói với Quân. Chuyện gì? Ngày mai Xuyên và gia đình phải lên thành phố rồi. Gấp vậy? Nhưng mà có một chuyện nếu Xuyên không nói, sợ là sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa. Xuyên nói đi. Xuyên Chị thấy thất quá. Xuyên, xuyên. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy, giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ làm mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Có khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai vô vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ dèo tương tư đến dài như thế. Xa nhau là mất thôi, ấy không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy. Quân à, gì vậy? Viết lên cây như vậy là sai đó. Đi theo tôi viết bàn kiểm điểm nè. Tại sao? Xin giới thiệu với Quân, tôi không ai khác sao đỏ nhà trường. Đi thôi. Này tinh tế ha, tập vẽ này hát tinh tế. Xin cảm ơn phần hỗ trợ của diễn viên Ngọc Xuyên. Vâng, và xin chúc mừng cho diễn viên Quỳnh Lý và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngày hôm nay thì sao, Quỳnh Lý sau khi thể hiện xong cái ca khúc này thì bạn có cảm thấy tự tin hơn không? Dạ, điều đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến quý vị ban giám khảo cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình. Hiện tại nha, em có thấy rất là vui. Em được kết hợp với lại đội trưởng của em, một người hát rất là hay. Nhưng mà cảm ơn anh vì đã gánh gồng em và đã chọn em về đội, cũng như là đã dạy em trong mấy ngày qua là rất nhiều sự nỗ lực cũng như là sự cố gắng của anh Quân dành cho em. Và em có tiếp thu được một chút xíu. Phải rất là cảm ơn Quỳnh Lý, bởi vì đây cũng như là lần đầu tiên mà Quân diễn kịch trên sân khấu luôn. Thực sự là khi mà làm việc với các bạn thí sinh thì Quân cũng học được rất là nhiều điều. Như Lý thì thực ra là vì Lý là học về kịch nói, thế cho nên là cái giọng nói của Lý rất là tốt. Và đến khi mà làm việc với Lý thì làm thế nào để đưa cái giọng nói hay như vậy mà vào thanh nhạc thì nó lại là một cái quá trình. Lý thì cũng là một người rất là linh hoạt. Và đặc biệt hơn nữa là ở Lý thì Quân thấy rằng là bạn ấy rất là chịu khó. Giờ nào Quân rảnh gọi một cái là chỉ cần 15 phút thôi là bạn có mặt và bạn ấy tập say mê vô cùng. Đó là những cái điều mà Quân thực sự rất là yêu quý từ cậu bé, rất là chăm chỉ. Cảm ơn Quân. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nhận xét đến từ phía các vị giám khảo nha. Xin mời ca sĩ Quốc Thiên, anh cảm nhận như thế nào về tiết mục này ạ? Một cái tiết mục rất là vừa phải, rất là nhiều cảm xúc, rồi duyên dáng nữa. Trong cái cách hát của Lý nhá, mà cái quan trọng nhất nhá, em hát rất là tinh tế luôn. đoạn nào em bỏ nhỏ em hát rất là cảm xúc, đoạn là em cần lớn lên, em lớn lên và em đặt rất là nhiều cảm xúc vào trong đó. Đó. Và cái nét diễn của em cũng thế, nhưng phải công nhận rằng là em là một người rất là thông minh, nắm bắt rất là nhanh và rất là tinh tế. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thiên ạ. Vâng ạ. Còn Yến thì sao? Em thì em thấy tiết mục này rất là trọn vẹn. Xét về tất cả về tổng thể và em rất là thích, nét diễn của bạn và bạn diễn rất tự nhiên. Và cái này là cái rất là quan trọng bởi vì mình hát nhưng không hát ấy. Và cái cách mà tôi rất là thích cái cách mà bạn kể chuyện. Bạn kể chuyện bằng âm nhạc, xây dựng cái kịch bản nó cũng rất là hợp lý nữa. Và nó làm cho tôi là vừa cảm thấy có tính giải trí ở trong này và vừa cũng có cả phần chuyên môn về nhạc kịch mà nó không quá là bị over và mọi thứ cảm xúc rất là trọn vẹn. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Một tín hiệu rất tốt. Cứ giữ như này nhá, cứ giữ này vào. Dạ. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái kịch bản hay hơn nữa để được nhìn trên sân khấu Trời Sinh Một Cặp. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ, và bây giờ chị xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn ạ. Trên sân khấu âm nhạc ấy thì sắp tới nó sẽ bùng nổ những cái thể loại gọi là nhạc kịch. Một trong những cái diễn viên phù hợp nhất với nhạc kịch ấy chính là Quỳnh Lý vừa mới xuất hiện ở trên Trời Sinh Một Cặp. Bởi vì diễn nhạc kịch là không hề đơn giản. Bạn vừa phải thoại, bạn vẫn phải diễn cái nội dung kịch nhưng mà bạn vẫn phải hát. Cả ba cái đó nó phải hòa quyện thành một, không có cái nào nó hơn cái nào cả. Thì vừa rồi với một cái tiết mục nho nhỏ như thế thôi thì đã cho thấy cái sự xử lý rất là hài hòa của Quỳnh Lý. Có nghĩa là bạn rất là hiểu cái bài hát như thế nào. Thành ra xem cái tiết mục nó rất là dễ chịu, nó dí dỏm nhưng mà bạn ấy vẫn có cái chỗ để bạn ấy thể hiện cái giọng hát của mình. Và giọng hát của bạn ấy cũng rất là sáng luôn. Thành ra một tiết mục rất là trọn vẹn, tôi thích. Dạ, em cảm ơn anh. Xin cảm ơn các vị giám khảo ạ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ biết được số điểm đến từ hai vị giám khảo khách mời. Đấy, chắp tay đã bắt đầu là xin là số điểm cao hơn để có thể đi tiếp này. Bây giờ thì mình sẽ mời... Yến sẵn sàng rồi đây. Đấy. Xin mời giám khảo khách mời Dương Hoàng Yến ạ. Thế thật ạ? Thế là từ đầu đến cuối là chủ yếu là em đã cho trước à. Yến sẽ cho điểm 1-0. Wow. 10 điểm. Số điểm tuyệt đối đến từ giám khảo khách mời Dương Hoàng Yến. Còn ca sĩ Quốc Thiên thì như thế nào ạ? Thích cái tố chất của Lý. 10 điểm. 2 điểm 10. Wow. Một tiết mục rất là được ủng hộ từ các bạn khán giả cũng như là các vị giám khảo khách mời. Còn giám khảo cố định của chúng ta thì như thế nào thì chúng ta sẽ biết được số điểm ngay sau khi kết thúc vòng thi ngày hôm nay. Xin chúc mừng Quỳnh Lý và đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân một lần nữa. Dạ, cảm ơn anh Huy Tuấn ạ, cảm ơn chị Yến, cảm ơn anh Thiên. Như vậy chúng ta đã theo dõi phần trình diễn của 12 thí sinh tại thử thách mang tên bài hát đầu tiên và số điểm tạm thời từ hai vị giám khảo khách mời dành cho các thí sinh như sau. Đang dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này với số điểm tuyệt đối 20 là diễn viên Tùng Minh cùng diễn viên Quỳnh Lý. Cùng có số điểm 19,5 là siêu mẫu Hoàng Thùy, TikToker Hải Đăng Du cùng diễn viên Lợi Trần. 4 cái tên tiếp theo có đồng số điểm 19,25 là diễn viên Long Chun, diễn viên Minh Khuê, doanh nhân Minh Beta cùng diễn viên Ngọc Hoa. Và top 3 thí sinh đang tạm xếp cuối là MC Mù Tạc với 19 điểm, DJ Trang Moon với 19 điểm và tiếp viên hàng không Tạ Na Tăng với 18,5 điểm. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã theo dõi 12 tiết mục của 12 thí sinh đã kết hợp với đội trưởng của mình trong vòng thi bài hát đầu tiên. Và ngay bây giờ Huy xin phép được công bố số điểm của các thí sinh trong vòng thi bài hát đầu tiên. Sau cuộc thi bài hát đầu tiên, chúng ta có tổng kết thứ hạng như sau. Đứng ở hai vị trí đầu tiên là hai thí sinh thuộc tiếp đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân, diễn viên Tùng Minh với 29,75 điểm và diễn viên Quỳnh Lý với 29,5 điểm. Và hiện tại top 4 thí sinh thấp điểm nhất là diễn viên Ngọc Hoa, MC Mù Tạc, DJ Trang Moon với tổng số điểm 28,5 và tiếp viên hàng không Tạ Na Tăng với số điểm 27,75. Và bây giờ Huy sẽ có một tin tốt và một tin chưa tốt lắm về kết quả của các bạn thí sinh sau khi hoàn thành xong phần thi của mình. Một tin tốt đó chính là ở vòng thi này chúng ta không loại. Tuy nhiên, một tin xấu đó chính là số điểm ngày hôm nay sẽ quyết định cho việc loại thí sinh ở những vòng tiếp theo của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6 lần này. Và điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tính điểm theo quá trình từ đầu cho đến cuối hành trình, chứ không đơn giản như là mỗi vòng chúng ta mỗi tính điểm nữa. Với cách tính điểm của Trời Sinh Một Cặp năm nay thì anh có lời khuyên gì dành cho họ để họ có thể có thêm động lực để đi tiếp những vòng sau không ạ? Tôi nghĩ rằng là các bạn vẫn còn đầy đủ những cái cơ hội để có thể vượt lên phía trước, bởi vì mới chỉ là vòng thi đầu tiên thôi. Tôi nghĩ rằng với cái cách tính điểm như bây giờ thì vòng thi nào cũng quan trọng. Lời khuyên của tôi dành cho các đội trưởng, kể cả các thí sinh, rằng các bạn là phải ngay lập tức chơi hết mình. Chúng ta không có thời gian để sửa sai. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn. Và ở tuần thi sau, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi được mang tên Vũ Điệu Cuộc Sống. Và các phần trình diễn sẽ còn nảy lửa và bùng nổ hơn nữa để giành chiếc vé đi tiếp trong chương trình Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 6. Kính thưa quý vị, chương trình Trời Sinh Một Cặp do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 21h15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vào tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi mới mang tên Vũ Điệu Cuộc Sống. Và với những thử thách về vũ đạo, các thí sinh và đội trưởng sẽ có những biến hóa thế nào trên sân khấu. Đừng bỏ lỡ tập 5 phát sóng lúc 21h15 phút thứ 7 tuần sau trên VTV3 nha.